làm những cái hoạt động cộng đồng để giảm rác thải nhựa, và mình thấy những cái nguy hại của rác thải nhựa còn như ai thì biết. Em hy vọng là khi mà anh chị các nơi đến khu vực thì cùng chung tay với nhau để giữ gìn những cái mảng thiên nhiên xinh đẹp như thế này, là không vứt rác xuống biển, bỏ rác đúng nơi quy định và hạn chế dùng rác thải nhựa sử dụng dùng một lần. Cũng như là khi mà các bạn anh chị mà lặn ngắm san hô thì không có đặt lên san hô, không có bẻ san hô. Ngoài ra nếu mà được tích cực hơn thì nếu mà thấy được rác hoặc là những cái bột nhựa thì các anh chị có thể nhặt về bỏ vào đất thùng rác ở đất liền. Thì cái đó là những cái mà cùng nhau mọi người cùng hành động thì sẽ làm cho không chỉ Phú Quốc nữa mà cả Việt Nam mình xanh sạch đẹp hơn. Thì em cảm ơn và chúc anh chị có chuyến đi và kỳ nghỉ tuyệt vời tại hòn đảo thiên đường Phú Quốc. Cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn các bạn tình nguyện viên.